đang tay cú ở đỉnh lắm. Con có sợ không? Con có biết sợ không? Biết sợ chưa? Rồi mũi rồi. Lần sau còn như thế nữa không? Lần sau vẫn thế á? Phải bảo con không chứ. Con không ạ. À. Con biết là con hư chưa? Ai hư? Ra đấy cho em từ đấy. Ai hư? Nghịch như một thằng 5 tuổi nhé. Nghịch hơn một thằng cướp. Lau mũi đi. Cái này là cái gì đây? Cái này là cái gì? Bảo cái kẹp đi. Kẹp để làm gì? Để kẹp vào đâu? Kẹp vào mũi. Ở mũi đi. Kẹp vào mũi. Ai hư? Cú hư à? Mỡ có hư không? Mỡ cũng hư, thế kẹp nhá. Nhá. Ai kẹp cho Bi nhá. Ô, cô làm gì? Ngồi im. Ngồi im. Khoanh tay vào. Khoanh tay như thế nào? Khoanh tay vào như thế nhé. Ạ à gì đi. Ạ à gì em? Không ạ à? Thế có điều gì không? Hả? À? Cái mặt cay cú thế. Khoanh tay nhá. Khi nào gì bảo bỏ tay mới được bỏ, nhớ chưa? Nếu không khoanh tay thì sao? Ăn đòn và ăn đòn đi. Không khoanh tay cho người khác ăn đi. Khoanh tay. Không được động đậy tay. Biết sợ chưa? Thế mỡ yêu ai? Mỡ yêu gì đi? Chắc yêu. Khoanh tay ngồi im. Đi ngồi yên cho con cứ nhảy nhảy đang phạt em khoanh tay nhỉ? Mặt điên lắm. Thằng đi phát cho mỡ thằng con nhìn gì đi? Thằng kia bị phạt. Thằng con để chốt. Đừng trêu người ta đang bị phạt. Anh phải cứu nhá. Bỏ tay ra, ok đi. Anh tay vào. Xin lỗi gì đi. Khi nào xin lỗi thì bỏ tay ra. Không xin lỗi à? Thế là 200 năm sau. Xin lỗi gì đi, xin lỗi à. Con xin lỗi gì à. À đi, à gì đi. À. Bảo con xin lỗi gì đi. Xin lỗi gì. Nếu không thì thôi, bướng này thôi nhá. Bướng này lại ngồi khoanh tay tiếp. Ngồi im không nhảy, khoanh tay. Tay khoanh vào ấy, đừng có động đậy tay chân nhá. Bi ơi, Bi đừng có trêu anh. Anh đang điên lắm. Sao con nhìn gì rồi, con mắt ốp 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 ốp